Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Aquavi. Và hôm nay bà sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Tịch Tà Kiếm, một con game MMORPG đến từ Xoa Game. Đây được quảng cáo là một tựa game mang chủ đề kiếm hiệp, đó, xứ sở kiếm hiệp 3D. Thì cụ thể như nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con game này nhá, để xem là nó như thế nào. Đây, mình sẽ vào game này. Hiện tại thì game cũng khá là đông người chơi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo nhân vật chắc chắn rồi, game nhập vai mà. Chúng ta sẽ có, nó sẽ chia môn phái. Ở đây mình thấy có biểu tượng của 5 môn phái. Điều từ đầu tiên đó là Hoa Sơn này. Các bạn có thể xem các cái chỉ số như kiểu sát thương, tầm bắn, bổ trợ, sinh tồn và thể chất. Ví dụ như là Hoa Sơn này thiên về sinh tồn và sát thương. Môn phái thứ hai chúng ta có nhân vật nữ, cầm đao khá là ngầu, thất sát. Giới tính nhân vật thì cố định nha. Thiên về thân pháp này, tức là và sát thương. Đó, kiểu lại một dạng lớp nhân vật gây sát thương rất là tốt đấy. Rất là nhanh nhẹn, đánh nhanh các thứ. Môn phái thứ ba là môn phái nhân vật nam, tạo hình khá là ma mị và ngầu. Có thể là dùng quyền trượng, thì có tên gọi là tinh túc. Đó, thiên về thể chất, sinh tồn. Môn phái thứ tư, môn phái nữ, hai nam hai nữ rồi nha, cầm quạt nhìn rất là yểu điệu thục nữ. Thiên sơn, thiên về sát thương rất là cao luôn này. Đấy, và môn phái cuối cùng thì chưa mở. Như vậy là ở phiên bản hiện tại có 4 môn phái thôi. Đấy, thì tùy vào sở thích thì các bạn lựa chọn nhé. Có lẽ mình ở đây mình sẽ chơi Hoa Sơn đi. Cũng là một môn phái rất là nổi tiếng trong những cái câu chuyện kiếm hiệp. Rồi, chúng ta sẽ vào game này. Để xem là cái chất kiếm hiệp của con Tịch Tà Kiếm này nó như thế nào. Đó. Game này vừa mới ra mắt sáng nay nhá, ngày mùng 7 tháng 5. Đấy, cũng là ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ ấy mọi người. Rồi, bỏ qua này, đây phần cốt truyện cho bỏ qua đi. Rồi, game này thì có đồ họa full 3D. Đấy, các bạn để xoay 360 độ. Tuy nhiên thì game nó không cho zoom gần zoom xa tự do, mà nó chỉ có chỉnh camera như này thôi. Đó, một góc camera cận. Nói chung là game này thì không cho zoom. Đấy, không cho zoom mà chỉ cho xoay 360 độ thôi. Thì bắt đầu đi làm nhiệm vụ thôi. Đấy, các bạn thấy là chúng ta sẽ đi bấm vào nhiệm vụ. Game thì có auto hỗ trợ, auto tìm đường, auto chiến đấu giúp các bạn rảnh tay hơn. Ở đây thì đây mình sẽ đi học được các cái kỹ năng để mở khóa dần dần theo cấp của nhân vật. Đó, animation mình thấy là làm cũng ok, hiệu ứng chiến đấu cũng. Ở đây mình đang chơi Hoa Sơn. Đấy, cầm kiếm rất là nhiều kiếm luôn ấy, không phải một cái kiếm đâu. Để xem cái chất kiếm hiệp. Mình thấy là có cánh. Thật ra nếu mà là có cánh thì con game này sẽ không phải là kiếm hiệp, mà nó sẽ là huyền huyễn hoặc là tiên hiệp nhé mọi người nhé. Có thể nhà hành Xoa Game họ quảng cáo là kiếm hiệp với cái tên các cái môn phái mang yếu tố kiếm hiệp thôi, nhưng mà nếu mà vào chơi ở bên trong ấy thì để xem, nếu mà nó có cánh rồi pháp bảo các thứ thì nó không phải là kiếm hiệp, mà nó sẽ là huyền huyễn hoặc là tiên hiệp. Đây, các tính năng mở khóa dần dần này, chúng ta có kỵ sủng tinh linh này, bộ này, thần binh này, thánh khí, rồi các hoạt động này. Nói chung là cũng đầy đủ các hoạt động để mọi người trải nghiệm. Khiếu Nguyệt Lang đi đánh con boss, nhìn con sói nhìn thiết kế cũng khá là ngầu. Mình thấy là lớp nhân vật Hoa Sơn này đánh thì hiệu ứng kỹ năng nó không phải là quá hoành tráng nha, nó cũng thiên về kiểu nhẹ nhàng ấy. Đây, chúng ta có phần tọa kỵ Tiêu Nguyệt Lang, nhìn rất là ngầu mà mang yếu tố huyền huyễn khá là nhiều. 37 đúng không? Có tinh linh. Game lên cấp rất là nhanh nhá. Bây giờ mình đã level 18 rồi này. Sau này thì các bạn có tính năng thần ma kế thừa. Chia phe thần ma. Nói chung là game này thì vào chơi rồi mình thấy là nó không có chất kiếm hiệp gì đâu. Nó là một con game huyền huyễn thôi mọi người nhá. Con game này huyền huyễn thôi. Đấy, bây giờ mình đã lên level 20 rồi này. Game kiểu dạng huyền huyễn rồi chứ không phải là kiếm hiệp. Mặc dù là quảng cáo là kiếm hiệp nhưng mà chơi là biết mà. Bốn kỹ năng rồi này. Wow, 4 kỹ năng này. Cái lớp nhân vật Hoa Sơn này của mình hiệu ứng kỹ năng thì các bạn thấy là hiệu ứng kỹ năng nó không quá hoành tráng. Đấy, không quá hoành tráng. Chiều đánh chay khá nhiều. Giờ chiều cooldown có vẻ khá là lâu. 27 này, game nâng cấp rất là nhanh. Nói chung là dạng game này thì nếu bạn nào chơi game nhiều vai nhiều thì sẽ không khó để làm quen nha. Các bạn sẽ thấy nó rất là dễ làm quen luôn. Nhưng mà kể cả với người chơi mới thì cũng dễ làm quen thôi, bởi vì cái lối chơi nó có auto rồi, mọi thứ nó rất là đơn giản. Anh em hay gọi là mì ăn liền á, bởi vì nó đơn giản, dễ chơi.
Thế cái con boss nhìn rất là ngầu luôn. Chơi lớp người hoa sơn này nó cứ kiểu sao nhỉ, kỹ năng nó không hoành tráng nhỉ. Mình muốn nó hoành tráng hơn một chút. Rồi 37 rồi mọi người thấy không? Chúng ta sẽ có tính năng tinh linh thì hỗ trợ trợ chiến nhá. Đây. Có phần kỹ năng này, kỹ năng nhân vật cũng chỉ có 5 kỹ năng thôi. Kỹ năng chủ động thôi, sau này có kỹ năng bị động. Ngoài ra thì sau này có kỹ năng bổ trợ thứ này nọ thôi, chứ còn kỹ năng chính nhân vật chỉ có cái 5 kỹ năng, hơi ít. Đây có cả song tu này. Đó, các bạn sẽ có quả song tu. Song tu này thì hay đọc ở trong những cái chuyện huyền huyễn nhiều hơn. Đây là phần ngoại quan. Đây, mở khóa thêm kỹ năng. Kỵ sủng các thứ. Đây, kỵ sủng nhá. Kỵ sủng này thì cũng có phần biến hình, nhưng mà hơi ít. Ít quá, có 4 cái, 4 loại biến hình thôi. Ít nhỉ? Nhiều game nó mấy chục cái cơ. Game này chỉ có 4 cái thôi. Đây, biến hình tiên linh này. Nói chung là số lượng thời trang game này thì mình thấy là cũng ít mọi người ạ. Mà cảm quan là như mình đã từng trải nghiệm con game này rồi ấy. Quen lắm. Chẳng qua nhà hàng Xoa game họ phát hành lại đâu. Mình không nhớ, nhưng mà các bản game bây giờ, mấy con game này nó cứ na ná nhau ấy. Không có gì đặc biệt nên là mình không thể nhớ hết được. Thật sự là như vậy. À, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ thôi. Game sau này có các hoạt động hàng ngày thì mọi người sẽ trải nghiệm nó đa dạng hơn. Đấy, tăng cấp tinh linh này, tăng lực chiến. Đấy. Đây, có phần chọn thần ma này. Đấy, đó là lý do vì sao mình bảo con game này nó không có yếu tố kiếm hiệp gì cả, mà nó là một con game huyền huyễn thôi mọi người ạ. Đây, mình chọn về phe thần này. Đấy, nó sẽ chọn ngẫu nhiên thần hoặc ma ấy. Sau này thì liên quan đến chiến trường tiên ma mọi người ạ. 45, chúng ta sẽ có cánh. Đấy, các bạn thấy không? Kiếm hiệp thì làm gì có cánh, nhưng mà game này thì nó sẽ có cánh. Thế nên nó không phải là kiếm hiệp, mà nó là huyền huyễn hoặc là tiên hiệp. Nhưng mà ở đây mình không thấy có hệ thống cảnh giới, nên là chắc là huyền huyễn thôi. Cảnh giới kiểu trúc cơ rồi nguyên anh kết đan các thứ này nọ ấy. Bắt đầu từ nguyên khí. Rồi lại tiếp tục điểm nhiệm vụ. Nói chung là mình chỉ lúc đầu mình rất là tò mò. Đây có cánh này, các bạn thấy không? Là con game này là yếu tố kiếm hiệp thôi, nhưng mà đáng tiếc là khi mà trải nghiệm thực sự thì nó chỉ là gia chất một chất huyền huyễn thôi, khá đáng tiếc. Còn lại nếu như bạn nào không quá khó tính về mặt đồ họa hay gameplay thì mình nghĩ là con tịch tà kiếm này có thể trải nghiệm được. Còn tất nhiên chơi lâu dài hay không thì tùy anh em nha. Nhưng mà nếu bạn không phải là người quá khắt khe thì có thể trải nghiệm được, chơi thử cho biết cũng được. Đấy, nhưng mà hơi thất vọng, mình cứ tưởng là kiếm hiệp nhưng mà hóa ra nó là huyền huyễn. Đó. Game quảng cáo rất là ghê luôn, xứ sở kiếm hiệp 3D, nhưng mà thực sự là nó chỉ có tên môn phái, nó là tên nhân vật theo kiểu kiếm hiệp thôi. Mà cái tên đấy thì thật với anh em là ai đặt chả được. Tôi thích, tôi là thiếu lâm cái thứ, võ đàng cái thứ cũng được. Quan trọng là cái chất game ấy, nó phải ra chất kiếm hiệp. Thì đáng tiếc là con thịt cà kiếm này nó chưa làm được. Thì đây một cái điều mà kiểu mình có thể nói hơi nặng mồm một tí, đó là lừa user. Các bạn xem quảng cáo tưởng game kiếm hiệp tải về, hóa ra là ra huyền huyễn thì có thể là sẽ thất vọng. Có thể gây ra một cái tác dụng ngược. Cái này thôi, cái đấy là việc của nhà phát hành thôi, mình cũng không quan tâm lắm, nhưng mà đấy, mình chỉ nói cho anh em là như vậy. Đấy, rồi đi làm nhiệm vụ dần dần thì sẽ mở khóa thêm tính năng, đánh boss các thứ đầy đủ. Cũng không có quá nhiều điều để nói về con tịch tà kiếm này cả. Đấy, thì bạn nào mà quan tâm thì các bạn có thể tải game này trên Google Play, App Store nhé, game của nhanh Soa Game. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của 63. Bạn thân đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh App Kobe. Hẹn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobile, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi.